Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập vào ngày 15 tháng 5 năm 1941 tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng và được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách hướng dẫn. Những đội viên đầu tiên: Nông Văn Dền, bí danh Kim Đồng; Nông Văn Thàn, bí danh Cao Sơn; Lý Văn Tịnh, bí danh Thanh Minh; Lý Thị Lì, bí danh Thủy Tiên; Lý Thị Sậu, bí danh Thanh Thủy. Đội trưởng là anh Nông Văn Dền. Những lần đổi tên: ngày 15 tháng 5 năm 1941, Tổ chức Hội Nhi đồng Cứu quốc được thành lập. Đến giữa năm 1946, Tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong và Hội Nhi đồng Cứu quốc sát nhập lại làm một và lấy tên chung là Đội Thiếu nhi Cứu quốc. Năm 1949, Đội Thiếu nhi Cứu quốc được đổi tên thành Đội Thiếu nhi Tháng 8. Tháng 2 năm 1950, Đội Thiếu nhi Tháng 8 tách thành Đội Nhi đồng Tháng 8 và Đội Thiếu niên Tiền phong. Tháng 3 năm 1951, Hội nghị cán bộ đoàn đã quyết định thống nhất các tổ chức của Thiếu niên Nhi đồng và lấy tên là Đội Thiếu nhi Tháng 8. Ngày 4 tháng 11 năm 1956, Đội Thiếu nhi Tháng 8 được đổi tên thành Đội Thiếu niên Tiền phong Việt Nam. Ngày 30 tháng 1 năm 1970, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết nghị cho Đội Thiếu niên được mang tên Bác Hồ Vĩ Đại, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Năm 1961, nhân lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi một bức thư chúc mừng và ân cần động viên căn dặn các cháu thiếu niên nhi đồng 5 điều. Nội dung trong thư đã trở thành một trong các điều lệ của hoạt động đội và dùng làm mục tiêu phấn đấu, rèn luyện cho đội viên nhi đồng, giúp các em phát triển mọi khả năng trong học tập, hoạt động vui chơi, thực hiện quyền và bổn phận theo luật chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Các biểu trưng của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh: huy hiệu đội, cờ đội, khăn quàng đỏ, đội ca, khẩu hiệu đội. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã hình thành và phát triển 80 năm. Các thế hệ đội viên nhi đồng hãy ra sức học tập, rèn luyện, tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống vẻ vang đó.